Xin chào các bác, đây là một cái bộ pin của con xe Camry 2010 bản Hybrid nhập Mỹ các bác nhé. Đây là loại xe nhập Mỹ bản Hybrid rất ít ở thị trường Việt Nam. Cái loại này sử dụng cell pin 8V và với 34 thỏi pin các bác nhé. Đây là khách hàng yêu thương đã gửi đến đây để em kiểm tra và check cho các bác. Đấy, bộ này thì em đang kiểm tra cho các bác lấy chút nữa em sẽ check và tháo ra. Đấy, nếu như mà pin của bác có lỗi thì em sẽ thay cho các bác ấy. Báo giá yêu thương và các bác ấy gửi pin ra như thế này em kiểm tra cho các bác thì sẽ biết ngay là quả nào nó hư, quả nào nó hỏng và sau đó thì có thể sửa chữa cho các bác đấy. Đấy, các bác mà có nhu cầu mà sửa chữa pin hybrid thì vui lòng liên hệ với số điện thoại em ghi ở trên màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.